Hello, thầy chào em. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì thầy và trò mình cùng tìm hiểu cái chủ đề là giải hệ phương trình bằng máy tính. Được chưa? Vậy thì cái phần đầu tiên á, cái phần thứ tư á, đó là giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, khá quen thuộc rồi ha. Vậy thì cách bấm máy tính làm sao thầy sẽ nhắc tổng thể làm gì và có những lưu ý đặc biệt cho em, đó để em khỏi bị nhầm. Được chưa? Có lưu ý đặc biệt cho em để khỏi bị nhầm. Đó thì đối với cái máy tính đời đời mới như vậy, các bạn bấm là gì, chọn mốt 9, em chọn bạn chọn số 1 nha, chọn số 1. Các bạn giải hệ bấm phương trình mấy ẩn thì bài này từ 2 đến 4 là hai ẩn, là chọn số 2 và nhập vô. Thì có một cái lưu ý là khi nhập cái này thì các bạn tụi con phải để cái số hạng tự do đó ở bên vế phải nha, bên vế phải sang số hạng tự do bên vế phải, lưu ý thầy cái đó, không có lớn nha, bị dễ bị sang đó. Được chưa? Đó. Vậy thì bắt đầu nhập này phương trình đầu là 3 trừ 5 6 này 3 này bằng này, trừ 5 này bằng này, 6 này bằng này. Này là dưới là 4 này, 4 này bằng này, 7 này bằng này, trừ 8 này bằng này. Đó, bằng. Thấy chưa? Đó, nghiệm hiện ra là nghiệm thứ nhất chính là bằng. Nghĩa x là bằng 2/41. Được chưa? Cái y của mình chính là bao nhiêu đây? Y của mình chính là bao nhiêu? Trừ 48/41. Xong. Rất nhẹ nhàng. Rồi câu 2. Câu 2 thì UV thì các bạn hiểu như vậy thì cũng là hai ẩn thôi. Cũng giống là XY thôi, chứ không có gì hết. Nhưng chỉ có lưu ý đừng có ai để về bấm là để bị sai nha. Mà các bạn phải có một bước động tác là chuyển. Chuyển cái số hạng tự do này này. Cái số hạng mà không có chứa ẩn á, cho qua bên phải này. Qua bên phải ngay thôi. Được chưa? Qua bên phải này. Được chưa? Đó này là chính là 5U rồi cộng với 2V sẽ bằng số mấy, bằng số 4. Được chưa? Đến đây bắt đầu tỏa sáng. Bấm nhập nha. Trừ 1 bằng số 3 bằng 5 bằng. Đó, soạn từ này là dưới, hình như dưới là 5 này. 5 bằng 2 bằng rồi 4 rồi bằng. Nhập đúng chưa? 5 2 4 trừ 1 3 5, ấn nút. Đó thì lúc này nghiệm của nó sẽ ra là cái gì, là x, là không phải x, no, hay là u, u chính là tương ứng x, là u của mình chính là bằng 2/17. Được chưa? Còn v của mình tương ứng là gì đây, là bằng y chính là 29/17, 17. Xong. Được chưa? Đó, còn đối với cái dòng máy, đối với cái dòng Vinaca thì các bạn bấm như vậy thôi, con bấm như vậy thôi đó, thì con bấm là mốt này, là 5 này. Chỗ này là hai ẩn, ba ẩn hay bốn ẩn, chọn số 2. Hai ẩn chọn số 1 nhé, hai ẩn chọn số 1 là giải hệ hai bậc nhất hai ẩn, chọn số 2 giải hệ bậc nhất ba ẩn, giải số 3 là bậc nhất bốn ẩn. Để chọn số 1 ha, chọn số 1. Được chưa? Nhập vô, nhập ví dụ nhập số 2 nha. Nhập thử này, trừ 1 này. Đó. 3 này. 5 này. Đó này là 5 này. Được chưa? Này là 2 này. Này là 4 này. Đó, 2/17 với 29/17. Xong. Được chưa? Vậy còn đối với cái máy này thì sao? Cũng như vậy thôi. Cái bấm là mốt 5. Mốt 5. À, cái này thì nó chỉ có 4 lần này. Hệ hai ẩn đúng không? Chọn số 1. Chọn số 1. Nhập thế nào? À, nhập cái đầu đi. 3 bằng trừ 5 bằng 6 bằng. Này là 4 bằng 7 bằng trừ 8 bằng. Đó, được chưa? Ok chưa? Nó vậy thôi, rất nhẹ nhàng. Được chưa? Rồi bây giờ tới cái hệ ba ẩn, tới cái hệ ba ẩn. Tới cái hệ ba ẩn. Thì cái bấm như vậy. Thì các bạn bấm là chọn mốt mốt 9 chọn số 1 ha. Ba ẩn thì các bạn chọn là số 3. Đó. Thì lưu ý khi bấm thì các tụi con phải để cái số hạng tự do đó ở bên vế phải, bên vế phải, bên vế phải. Rồi bắt đầu bấm này, bắt đầu bấm này. Phương trình đầu tiên là 3 trừ 2 này, nhập bên này. Nhập đúng nha, nhập như nhập đúng 3 này, bằng này trừ 2, bằng này, trừ 1, bằng này, 7 này, bằng này. Phương trình thứ hai là trừ 4, 3 trừ 2 này, là trừ 4, bằng này. Y là 3, bằng này, Z là trừ 2 là bằng này. Rồi kia là 15 này, 15 này là bằng này. Được chưa? Phương trình cuối cùng là trừ 1 này. Trừ 1 bằng này.
bằng chưa, chứ bằng chưa. Rồi trừ 2 bằng này, số 3 là bằng này, trừ 5 này là bằng này, bằng này. Đó, là nó có nghiệm là bao nhiêu đây? Là x của mình là trừ 5. Rồi y của mình chính là mấy? Y của mình chính là bằng trừ 7. Được chưa? Z của mình chính là bao nhiêu? Là trừ 8. Là trừ 8. Xong. Được chưa? Đó, để tương tự như vậy, câu 2 cũng vậy thôi. Nhưng câu 2 lại có lưu ý là khi bấm máy tính con phải chuyển cái số hạng tự do đó, chuyển qua bên kia. Tức là nhìn mấy cái số hạng này, trừ 1, 6, trừ 12, chuyển qua bên kia. Được chưa? Trừ 2A cộng 3B rồi cộng C sẽ bằng trừ 6. 3A cộng 8B trừ C sẽ bằng 12. Sẽ bằng 12. Được chưa? Bằng 12. Đó vậy thôi. Còn cái ABC thì mình đóng kiểu nó là ba ẩn thôi, cũng tương đương là x, y, z thôi, mình hiểu như vậy, x, y, z thôi. Chứ bấm mình thì cũng là hệ ba ẩn tương đương x, y, z. Thì các bạn bấm bình thường ha. Nhập ra nào. 1 bằng 3 bằng trừ 2 bằng, nhập số 1 đó là 1 bằng. Được chưa? 1 bằng r cái này là trừ 2. Trừ 2 bằng 3 bằng số 1 bằng trừ 6 bằng, à, phương trình cuối là 3 bằng 8 bằng này trừ 1 này trừ 1 bằng 12, à, cẩn thận san 12 bằng bằng đó. Là mình thấy là nghiệm chưa, thấy nghiệm chưa, à, thấy nghiệm hiện ra chưa, là nó chính là bao nhiêu đây, là x là a nha, tí mình nhầm mình giống ở trên là 25 bằng 16, còn bi của mình chính là b đó, là b của mình là 1 phần 6, được chưa. Còn C của mình mấy, là C chính là Z, là 11 phần 6, 11 phần 6. Ok, vậy thôi. Vậy là cái hệ bản đối với cái máy Vinacan á, thì con bấm vậy thôi, con bấm là mốt 5. 3 ở thì con chọn số 2, chọn số 2 này. 2. Con nhập rồi, nhập cho bình thường. Được chưa? Còn đối với cái máy nhỏ nhỏ trên sinh này, con bấm là mốt 5 và chọn 3 ở là chọn số 2. Chọn số 2 là 3 ở, chọn số 2 là 3 ở. Ờ, thầy xin lỗi. Rồi, đó các bạn chọn số số 2 nha. Rồi nhập bình thường thôi. Được chưa? Đó. Còn bây giờ tiếp tục tới cái phần tiếp theo là cái hệ bốn ẩn, Thì cái hệ bốn ẩn bậc nhất á, thì cái này nó chỉ có trong trường hợp cái máy Casio mới hay là máy Vinacan thôi. Còn cái Casio cũ không có. Được chưa? Thì cách bấm thì cái thao tác như vậy thôi. Và khi bấm thì cũng lưu ý các bạn chuyển cái số hạng tự do qua nha. Chuyển hạng tự do qua. Ví dụ trong bài này nó chưa có để về giống như ghi chép này đó. Các bạn phải chuyển số hạng tự do qua. Rồi chuyển qua là trừ 2A trừ 2B trừ 2C cộng D. Có thể khi các bạn làm các bạn tự nhẩm trong máy được. Còn bây giờ thầy viết như vậy này. Thầy viết như vậy để tụi con dễ hình dung thôi, còn khi nhập khi ấy các bạn có thể tự viết nắm được. Trừ 2B trừ 4C cộng D sẽ bằng trừ 6. Được chưa? Này là trừ 4A trừ 4B trừ 2C cộng D sẽ bằng trừ mấy? Trừ 9. Thì các bạn bấm là mốt 9, chọn số 1 là hệ hệ phương trình, chọn số 4 luôn và nhập vô, nhập vô bình thường. Đó. Nhớ nhập đúng thứ tự nha. X này, Y này, Z đó. Được chưa? T này. Đó, được chưa? Nhập 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 bình thường rồi. Nhập rồi trừ 2 bằng trừ 2 bằng trừ 2 bằng số 1 bằng cái trừ 3 bằng. Rồi phương trình 2 này là trừ 2 này. Rồi trừ 4 này. Rồi trừ 2 này. Được chưa? Số hạng D là 1 này. 1 bằng này. Kia là trừ 6 này. Bằng này. Phương trình dưới này. Hệ số là trừ 2 này. Trừ 2 này. C là trừ 4 này. D là số 1, T là số 1 luôn này. Cái kia là số trừ 6 này. Trừ 6 này. Ở phương trình này là trừ 4 này. Đó, trừ 4 này. Trừ 4 này. Rồi trừ 2 này. Số 1 này. Trừ 9 này. Đó, thấy chưa? Đang nghiệm ngay chưa? Đó, là nghiệm ngay chưa? Đó là mình có được ngay là x chính là A. A là 3 phần 2. Còn y của mình chính là B. Đây chính là cái hình dung là x này. Đây chính là x này.
Đây chính là I này, chính là Z, chính là T này. Đó. Vậy là B của mình chính là I là 3 phần 2 luôn. Được chưa? Còn Z của mình là C. Là C thì bằng 3 phần 2 luôn. Còn T của mình chính là thằng D. Là D sẽ bằng 6. Là xong. Nó khá nhẹ nhàng cái mà, khá nhẹ nhàng. Khá nhẹ nhàng, không có gì hết. Được chưa? Đó là từ đó mình có được cái kết quả. Và lưu ý phải chuyển sang được loa quanh như vậy. Được chưa? Đó, thì tương tự cái vi nâng cao bấm như vậy. Cái vi nâng cao bấm tương tự như vậy các em nha. Vi nâng cao bấm tương tự như vậy. Thì các em cũng nhập bình thường thôi. Nhập bình thường thôi. Các em chọn mode 5. Và chọn hệ 4 ẩn là chọn số 3. Số 3 nhập bình thường. Đó, nhập bình thường thôi. Được chưa? Còn riêng thằng Casio thì cũ bấm cũng được. Đó. Thì thực ra nếu bạn nào mà đi thi mà không có cái máy ấy thì các bạn bấm cũng được thôi. Thì các bạn phải xử lý sao, xử lý để biến thành hệ 3 ẩn các bạn bấm. Rồi, như vậy thì trong cái video này thì thầy đã tạm thời hỗ trợ các em cách bấm thực hành như vậy. Có thể mặc dù nhiều bạn biết rồi nhưng mình ôn lại để mình vẫn nắm được cái cách bấm cho tốt hơn thôi. Được chưa? Rồi thì chúc các em học tập thật tốt và nhớ đừng quên đăng ký kênh ủng hộ thầy nha. Và các bạn chia sẻ cái kênh các bài giảng này tới cho các bạn của mình. Rồi thì chúc các em học thật giỏi. Rồi bye bye.